Con gì đốt ạ? Năm ba cái bị dính gai cả nhà. Đây, hết chưa? Phù nhá. 1 2 3 hết. Hết rồi đấy. Hết rồi, hết năm rồi. Chứ không có tiền đâu. Có tiền không? Chú có tiền mới hát ạ. À. Thế chú hát đi ạ. Không có tiền à? Vâng, không có tiền đâu. Không hát đâu. Không hát đâu à? Chào Phi Nọ. Vâng. Con chào Phi Nọ. Vâng. Chào Phi Nọ nhá. À. Dạ. Úi dồi ôi. À. Này. Vâng. Này, đảm luôn đi con. Vâng. Ôi ôi. Rách tay rồi. Vâng. Cháu để đây nhá. Bác có uống luôn không ạ? Tí nữa uống ạ. Bác hát một câu nữa nhá. Một câu nữa thôi. Được, một câu nữa thôi là được. Cô gái nào thành phố mới bay. Đấy. Vâng. Được rồi. Vâng, được rồi. May quá, bác vẫn chịu hát. Cháu cảm ơn bác nhá. Vâng. Vâng. Cháu chào chú nhá. Chú đang làm gì đấy ạ? Làm việc một tí. À, làm việc một tí. Cô lão à, lão à, lắm ăn rồi, lúc mày. À. Mang cả ông điếu theo hả chú? Ừ. Ây da, hay quá nhỉ. Vâng. Nhà chú ở gần đây không à? Chú ở trên Napuka, không đây đâu. À, ở trên Napuka. Ừ. Napuka. Napuka cách đây xa không chú? Không. Tay với nhau còn mưa. Lan hắn áo là đang hành cỏi hay lư lượn nè. Áo hành ký găm nguyện này. Chú hát mấy câu thế nào? Nãy vừa thấy chú hát mấy câu hay. Không có tiền không? Dạ. Vâng. Có tiền không? Dạ. Có tiền không? Cháu á? Cháu không có tiền đâu. Có tiền không? Chú có tiền mới hát ạ. À. Thế chú hát đi ạ. Không có tiền à? Vâng, không có tiền đâu. Không hát đâu. Không hát đâu à? Đấy, có tiền mới hát đúng không? Đấy. Bây giờ chú cứ hát đi. Vâng. Chú hát đi. Không. Xong à, cháu xin tiền cho chú. Đây. Mang có cái ông điếu ở đây mang theo nhưng mà không thấy cái lai cỏ. Vâng. Dạ. Ui giời ơi. À. Này. Vâng. Này, đảm luôn đi con. Vâng. Ôi ôi. Rách tay rồi. Vâng. Thế chú mà ông điếu đi là không có đồ gì để hút à? Có thuốc lào, thuốc gì không ạ? Có mà đấy. À, dạ. Thuốc lào này, không có 5.000 đồng này. Hà xiên thôi. À, hà xiên. Thế nên cháu mua thêm thuốc lào cho chú nhá. Không, có được mà. Ai à, ồ, lại có thêm bên đấy à? Chú làm công việc này lâu chưa ạ? Đang làm ạ. Đang làm ạ. Vâng. Ôi dồi. Nên là không có nước uống rồi, hết nước rồi. Còn tiền mua nước rồi. À, hết tiền mua nước ạ? Ừ. Tí nữa cháu mua nước rồi chú nhá. Chú uống nước gì ạ? Nước Coca nhá. Coca nhá. Vâng. Chờ cháu một tí cháu mua Coca cho chú nhá. Xong chú hát tặng cháu bài nhá. Ok không? Ok like nhá. Nhá. Ok nhá.
thế để cháu đi lấy coca đấy nhá, chú hút thuốc đợi cháu nhá, không không được đi đâu nhá, nhớ nhá, ok nhá. Rồi bây giờ là tôi sẽ đi mua một cái tôi sẽ đi mua cho ba cái lọ nước. Dạ. Bây giờ mới thấy bác ấy hát cả nhà. Bác hát đi ạ, trong cháu mua đồ cho bác ở đây. Đây. Cháu để đây nhá. Bác có uống luôn không ạ? Tí nữa uống ạ. Bác này có ông điếu đấy. Sơn Hiếu vừa mua cho bác cái chai nước theo yêu cầu của bác và để bác ấy hát tặng Sơn Hiếu bài. Bác hát một bài đi ạ. Hát đi à? Hả? Bác hát bài nào đi? Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? 66 đấy. 66 à? Ờ. Bác thử hát một bài thế nào. Lúc nãy thấy hát hay hay đi. Thử xem nào. Bác ơi, hát bài đi. Bác thử hát xem hát được không ạ? Thử đi ạ. theo yêu cầu của bác thì lúc đầu thì bác ấy đòi tiền đấy, nhưng về sau lại đòi uống coca. Xuân Hữu mua coca rồi đang dụ bác ấy để bác ấy hát nghe mà bác ấy vẫn chưa chịu, không biết làm thế nào bây giờ cả nhà. Bác ơi, bác hát tặng cháu một đoạn. À, thử đi ạ. Thôi rồi. Dạ. Hết. Cái này nó còn một phát. Vâng. Biết này đây luôn. Biết ở ngay đây ạ. Một phát này đây luôn. Vâng. Được cả mày rồi. Vâng. Ui ui. Con gì đốt ạ? Năm bác ấy bị dính gai cả nhà. Rồi hết rồi, hết chưa phù nhá. 1 2 3 hết. Hết rồi đấy, hết nam rồi. Bác này thì có bệnh về thần kinh đấy, đều là bác hát này. Cốc làm chi? Làm chi ấy? Vâng. Bác hát tiếp đi ạ. Hát một tí thôi ạ. Bác hát cho cháu một câu nữa thôi ạ. Tôi đang rủ bác ấy hát và bác ấy đang vừa hát được một câu rồi nhỉ. Bác hát tiếp đi ạ. Hát một câu nữa tặng cháu ạ. Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Phố cái nào thành phố mây bay treo rối hoài, mặt chung buồn ở đây. Xong rồi, tết rồi. Được, bác này được không nhỉ? Dạ chưa, được câu một tí.
Bác hát một một câu nữa nhá, một câu nữa thôi. Được, một câu nữa thôi là được. Cái nào thành phố mới bay đấy. Vâng. Được rồi. Vâng, được rồi. May quá, bác vẫn chịu hát. Cháu cảm ơn bác nhá. Vâng. Vâng. Thế là bây giờ bác làm việc đi nhá. Hôm nào cháu lên nhà thăm bác nhá. Hôm nào bác dẫn cháu lên nhà thăm bác nhá. Mẹ cháu là phải đi làm việc rồi. Ở đâu? Ở trong này ạ. Trong nào? Dạ. Trong là pin à? Trong ủy ban ạ. Vâng. Bây giờ thì cháu để coca với lại nước ở đây cho bác nhá. Bác uống nước về đây cho bật cho ạ. Chưa khát ạ. Vâng, thế thì Xuân Hữu sẽ để nước ở đây cho bác. Thế thì mời bác nha. Chào, chào Pin Hồng nhỉ. Vâng. Vâng, chào Pin Hồng nhá. Cái nào thành phố mới bay đấy. Vâng. Được rồi. Vâng, được rồi.